dạ. Ôi trời ơi, có đi ở nhà có túi gì sức mộng hả? Nó đi da liễu hả? Da liễu có cao cái tiếng khó quá, cho nó gom lại, nó mới gom lại cục bự vậy đó. À, gom lại cục bự đấy. Cục này đâu phải gom. Cục này là cục viêm rồi, gom gì. Sứ về mình ra đi lấy một lần nào chứ con? Một lần. Một lần hả? Đau quá hả? Ngủ cũng nhiều mà. Vậy là hai mẹ con chị ở quận 3 hả chị? Ừ, chị ở Nguyễn Văn Chiểu, chị chạy ra đây nè. Dạ. Chị thấy cái like của em á, làm nó nhẹ nhàng đó. Dạ, thì em đang làm cho cháu đây. Cái nào còn cảm thấy không thoải mái con nói cô Thủy nha. Ừ. Cô Thủy cho con nghỉ giải lao, phải làm tiếp, không cái này không có vội. Cái này con phải đi chứ không thì nó da con nó sẽ hư hết á, nó bị lủng lỗ hết á con. Mặt cháu mình nó bị viêm hết trơn. Này mỗi tuần nếu mà muốn hết mụn á, thôi tao mỗi tuần qua đây. Giờ em nói chuyện với nó đi. Chứ đi nó là chuyện mấy năm nãy đó đó. Làm qua bữa sau thấy bớt là tự động. Chứ để mụn về nó khó chịu hơn. Lấy rồi nó nhẹ mặt không? Chứ để vậy là nó, sau này nó bị sẹo rỗ khắp mặt hết đó con. Cái này con lên mạng tìm hiểu thêm á, để mình hiểu rõ. Nếu con còn nhỏ con không biết cái tầm quan trọng của việc mà mình đi trị mụn đúng lúc đó con. Chứ cái này con có uống thuốc này kia nó cũng đâu có hết được. Cô Thủy có quay video lại ha, về muốn xem á, kết bạn với cô sẽ gửi cho xem ha. Chịu đưa không con? Chịu đưa không? Mình cứ thả lỏng ra ha. Nào chịu không được thì nói cô. Cái da còn không mấy chị. Ơi cảm ơn Dung nha. Da con nó đang báo động. Nó còn đi chị nó mấy cục chỗ này con cảm giác nó đau nhất gì không? Con... đau đúng không? Đau nhất. Nó đang nhất. Tại vì nó bị áp xe dưới da này con. Nó bị viêm thế à. Rất là đau nhất. Mẹ quan tâm con lắm rồi mẹ mới dắt con đi với cái này da con mà đâu phải da của mẹ đâu. Mẹ sợ sau này con bị sẹo quá. Năm nãy có 2-3 tuần lễ đó. Rồi xong rồi chị nói trời mẹ sinh con ra mà cái da mặt nó mịn mà như giờ. Mẹ thấy da con vậy mà đau lắm. Mắng mẹ nó chịu đi chứ. Mắng đầu nó cũng chưa chịu đi. Mẹ quan tâm á. Chứ hồi xưa cô á mặt bị mụn đâu có ai quan tâm mình chở đi nặng mụn đâu, chở đi trị mụn đâu.
cục mà riêng nữa mình sẽ quản lý sao. Mình sẽ lấy mấy cục mà mụn thế này, ngăn mụn thôi. Mình đánh lần thì bớt được. Ừ, đúng rồi. Mình có con nhiều lắm. Còn uống thuốc gia liễu không con ha? Không. Con cảm thấy thoải mái, con mới nói vậy cho con nghỉ ha, nó làm tiếp không có người gọi cả. Mười 16 tuổi là học lớp 11 hả con? Dạ. Mấy cục này mình để xử lý sao? Bây giờ động vô ra nó nhăn mụn vậy kìa. Hả? Nó trời như vậy. Thả lỏng ha. Tưởng tượng sao mình hết mụn da mình láng. Chứ mấy cái mụn này mà con để thêm thời gian nữa là nó bị sẹo hết đó con. Da con nó bị lủng lỗ. Lúc đó là nó xấu mà không nó không phải nói nữa mà nó bị viêm, nó sưng, cảm giác nó khó chịu, đau đúng không? Đau nhất cái mặt. Nay con phải cố gắng, con qua bên cô mỗi tuần nha. Cố gắng đi. Lần trước đi da liễu là được mấy lần ha mình? Đi da liễu 2 lần. 2 lần rồi. Da liễu cho uống thuốc hả? Cho uống thuốc, lần đầu cho uống thuốc. Lần sau thì cho thuốc sức. Rồi đi nặng mụn mấy lần? Cô nó dẫn đi ở bên bên đường cũng gần nhà mình luôn á hả? Ừ. Thì khó ha. Cũng nhẹ lắm, nhưng mà có điều là thằng này nó quá nhát đi. Ừ. Mấy bạn bé này nhìn vậy chứ mong manh dễ vỡ lắm. Nói từ từ thôi. Thấy em trên live em nói chuyện á, ngọt á, dụ được tụi nó. Chị mới sợ. Chứ gặp mấy người khác á, họ chỉ biết làm thôi, họ không có nói, hiểu không? Dụ gì đâu, tại vì em cũng hồi xưa em cũng bị mụn giống tụi nó này, cho nên em hiểu cảm giác. Cái này quan trọng là sự hợp tác của mấy bé. Bây giờ mấy bé không cho lấy, em cũng phải thuận tình thôi. Cho nên cứ lấy từ từ thôi. Mấy tôn trọng mấy cảm nhận của mấy bạn. Này quá trời này con. Chị khó tới nha. Thế em chị, em tối chị á mà chị bắt nó rửa mặt thì xức cái thuốc gì vô chị là người xức thuốc cho nó đó chứ. Xức cái nước tẩy trang đó. Nhà. Rửa xong rồi xức cái đó vô rồi là ra đây chị xức thuốc. Nó nổi mà chị phải canh nó luôn đó, chị sợ nó quên đó.
Trời, có mẹ thương là quá quá hạnh phúc rồi. Chị được mấy bé chị ha? Chị ba thằng con trai, mà hai đứa kia nó có bị như này. Rồi ba thằng con trai luôn. Dạ cô mình là Út hả chị? Thằng này chính giữa, thằng Út nó mới lớp 8 à. Dạ. Này con chắc là học 11 hả mình? Đi khó tí nha, chán anh tí nha, chán tí. Cái cục này nó nhất con chịu gì nói. Thế là bớt cục này mà nó lên cục kia luôn. Thôi để lát này lấy nha. Thôi đào. Lát này lấy tiếp. Chụp này. Cảm ơn ông nè em ơi. Dạ. Đáng lấy nha. Đáng, đáng này. Tưởng tượng qua lọc cò da nó. Lọc cò da léo. Cái cục mà viêm nó đang nhức. Mình sẽ lấy mấy cục xung quanh chứ. Đây, con đi qua đây. Nó bị đụng lỗ hết bên đây này. Mình có chơi thể thao không con trai? Chút chút. Con chơi bộ môn nào? Đá banh. Nên mình lấy ra nó mới hết. Chứ uống thuốc này kia nó đâu. Tại nó mụn ở dưới da mà. Mụn nó gọi là mụn gì vậy hả? Dạ mụn ẩn dưới da vậy. Mụn ẩn. Tắt miếng bã dưới da. Cái tuyến nhờn nhờn nó hoạt động quá mất. Cái nó bị bít sắt trong lỗ chân lông nè. Không có thoát ra được hết đó chị. Do nội tiết. Nội tiết với em. Cháu mình chưa biết cách chăm sóc da. Mụn này mà không có
xử lý đúng cách kịp thời á, nó để lại sẹo rỗ đi da hết. Chịu đưa không con? Chịu đưa không? Chịu đưa không Minh? Chịu khó tới nha. Cái nào còn cảm thấy không thoải mái còn cái nói còn nha, thôi cho con nghỉ một tí, còn lát mình làm tiếp nha. Hôm nay thứ bảy là cô cũng bận lắm á, nhưng mà thôi cái mặt này phải cứu rỗi như mặt này thôi, không thôi không sao. Thì giờ hết hư hết luôn á chị, không phải đơn thuần là ấy nha. Chị biết ăn tự đó, chạy qua đây à? 40 phút á, mày phải chị phải chạy qua đây. Dạ. Nãy thôi đi luôn đi con. Mặt con mà. Nè, quá trời ơi con. Quá trời. Thư thế cái mặt con ạ. Rồi. Như vậy là mình nói giỏi rồi đó. Sao con đi qua khi xin người đây kêu mình con phải cứng nhắc luôn. Cứng nhắc cho xem, nhắc cho mình xem ha. Xem mình cố gắng mình đi ra hết một. Tức là mẹ với cô là rất là muốn mình hết một, nhưng mà bản thân con phải nên mình nên ngay chỗ đó hả? Hỏi bạn mong muốn làm. Muốn làm không? Nói với là em là em làm hết nhưng mà hỏi chị có đánh được không? Được, đánh được. Bộ này là nó dạng ngoài chứ không phải một bình thường nữa chị. Cố gắng lên nha. Không biết sao không Minh, tức là cái mụn này nếu mà mình xử lý kịp thời thì nó không có gì, mà mốt mà con muốn mà chị rỗ nữa là nó chị rỗ nó quá trình nó gian nan, nó tốn chi phí cao quá con, cái nó đau á, nó hết cứ rỗ được rồi. Nốt này là bị sẹo luôn rồi nè. Cái này viêm sẹo luôn rồi nè. Cái xì ra cái máu mà đâu ra được cái cùi đâu. Đó, nó bị lỏng lỏ dưới này. Hơi da. Chịu được không Minh? Chịu được không? Chịu được nó cô nha. Cố lên. Hết mũi.
cái mặt này mà con không có đi nữa là gì vậy? Nhầu nhờn quá. Nhẹo đây nhìn cô. Hít thở sâu mình hít vô mũi, sau cái mình thở ra miệng ha. Hít vô mũi xong thở ra miệng, mình cứ thở lỏng này, thở lỏng cơ thể thì cũng gần luôn đó mà. Thường mấy giờ là buổi tối là con ngồi đi ngủ á mình? 10 rưỡi hả? Cố lên, cố lên. Ui, giỏi quá. Như vậy là quá xuất sắc rồi đó. Cái này nó cháy rồi. Dạ, em ấy rồi đó. Nó cháy, nó hơi dễ dễ có nghỉ, cô thủy cho nghỉ xíu ha. Ừ. Đó làm tiếp nha. Có nghỉ nó hả? Làm tiếp ha. Yeah. Làm tiếp ha. Mẹ thương con cho nên mà mẹ mới quan tâm đến cái mặt của con. Rồi sau này da con xấu á. Bây giờ xã hội bây giờ làm gì nó cũng cần cái mặt tiền nó láng láng một tí coi. Chị đang bận rồi, chị không làm được. Ủa sao bên này chuyển qua ở quận 8 mà Nhung? Bây giờ có gặp đứa nào không? Đứa 2 tuần 2 không có gì đâu mà. Long vô quận nhất làm á. Có gặp ổng không? Không, ổng ở chỗ khu chung cư. Ủa con Thiệt con trai con gái vậy? Con trai, giống anh Thiệt đó. Con nghĩ với là con trai. Nghĩ tí ha. Ừ.
Nghe. Hả? Cứ ha. Con nghĩ thì nói cô hỉ nha. Dạ. Con nghĩ tí, đã làm tiếp. Không có gì phải vội cả. Nhẹ nhẹ qua đây đi. Rồi giỏi quá. Thấy như lấy được nhiều quá trời luôn nè. Bánh hả? Cái này. Nhung hả? Dạ. Thế nào? Dạ sao chị? Hai Nhung. Nét bấy cái đậm. Con lên nhỉ? Nghĩ tí ha. Nghĩ tí không? Làm tiếp nha. Giỏi quá. Quá giỏi, quá giỏi. Quá xuất sắc. Quá giỏi rồi. Cái máy hay sạch. Cái gì chị hay sạch khác. Trời mẹ đứng nãy giờ hả? Lấy cái ghế ngồi đi chị. Em cứ làm đi chị. Con
Thì cố gắng qua mỗi tuần nha nha Minh. Quyết tâm cho già nó hết mụn. Nhưng mà khi mà mình chơi thể thao á, mình phải vệ sinh da cho sạch đó rồi. Rồi. Nghĩ tới không? Có còn nghĩ không? Cái cục này nó viêm, không chịu khó tới nha. Viêm hết trơn. Có nên nha. Đẩy cái chân đèn nó xuống dưới. Cho bông, cho bông. Có một này không chịu khó nha. Cố gắng lên cho nó hết nhất nha. Mẹ to á. Lấy cục này xong cô Thủy cho con nghỉ giải lao ha. Nha. Cố lên tí ha. Cục lớn này thôi. Ráng tí nha con. Cục này nó viêm nhất. Mình hít thở sau tí. Có dịch mũ trong đây không? Tí nữa. Này lấy bữa nay vậy là cũng nhiều rồi đó. Thank you.
số lên tí nha. Nãy ăn gì chưa có nè. Nhớ Nhung nhắn cho anh từng luôn nửa tháng rồi. Đó tí nha con. Em đi làm tới sáng mấy ra mà chạy từ ba đây chắc được tới 7 giờ rồi. 7 giờ được mà. 7 giờ anh nói 7 giờ đóng cửa rồi. Có 7 giờ nghe nhận khách. Nó đi ngoài đường không mình đang nói Thank you.
Nha. Ngồi chán nữa thôi con. Thôi lọc lên tí nha. Nó có lẽ cho nhanh hết. Cố lên nha. Nếu mà con cảm thấy không thoải mái thì nó có thể dừng bữa sau qua lấy tiếp ha. Mà con cảm thấy chịu được có thể lấy tiếp cho con ha, cho hết một. Thả lỏng rồi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì thôi tới Hồng nghĩ tuần sau lấy tiếp. Cái con sao? Hồng lấy thêm tí nữa ha. Lấy thêm tí nữa ha. Cái lấy nhiều quá đau, sợ con chịu không được á. Mà nó hết cái mụn. Wow, quá giỏi rồi đó. Nhà là quá xuất sắc. Con nằm yên nha, đừng có nháy gì quá nó bị trật. Trật là nó đau thôi đó con. Nó mình hít thở sâu rồi. Còn nó chán nữa thôi. Chán tí nha. Nói vậy thôi. Có làm tốt. Chị sao à? Tí đợi xíu nha. Trời ơi, em chị sao đẹp gái quá vậy? Có con cục xinh rồi đó. Rồi, rồi, nhìn đây nè. Mi nha, nè mi, con nhìn nhúc nhích. Con nhúc nhích luôn. Dạ. Thôi để lần sau lấy ha. Thôi ra, tiếp không, thôi lấy tiếp. Lấy thêm tí nữa ha. Lấy thêm tí nữa. Gắn lại đi gần khó. Tút lên mụn ba qua đây mà. Đi kỹ tí rồi cho nó hết mụn. Con nằm yên luôn, đừng có nhúc nhích. Đừng có nhíu nhiều quá. Nó bị trật lắm rồi, nó bị đau hơn. Lấy gì làm vậy là tự nhiên cái nó nhẹ nhàng. Đó, đúng rồi. Em biết mình thích, mình tập trung vào hơi thở. Mình hít. Hít vô bằng mũi. Mình thở ra bằng miệng. Đó, con thấy như vậy nó nhẹ 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 nhàng hơn đó. Hả? Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Tập trung vào hơi thở. Hết sao rồi, thở ra. Đó, đúng rồi. Hết sao, thở ra. Hít vô mũi, thở ra miệng.
thả lỏng cơ thể. Sức vô mũi thở ra miệng. Đó, đúng rồi, thấy sao? Mấy cục sâu rồi tới đây. Ok, quá giỏi. Vậy là sẽ mau đẹp hết mụn. Okay. Thì bôi thuốc cho đẩy mụn hết lên, tuần sau lấy dễ hơn nha.